Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi 8 trò. Đầu tiên là trò IdleAnts, những chú kiến bất diệt. Nghe cách tên là thấy phê đúng không các bạn? Các bạn ơi, like và chia sẻ thật mạnh cho mình nhé, để mình có động lực phát triển 1000 subscribe đầu tiên. Đó là cái động lực đầu tiên của mình nha các bạn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Kiến đi đang lấy mấy cái lá nha mấy bạn. Nhanh lên các chú kiến đáng yêu ơi.